Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị Toàn ạ, em rất thích xem clip của chị. Em cũng đang gặp vấn đề trong tình yêu, mong chị tư vấn giúp em với. Em và người yêu quen nhau qua mạng Zalo được gần 1 năm rưỡi. Anh ở Mỹ, còn em ở Việt Nam. Bọn em yêu nhau, nhưng anh ấy là người ít nói. Trong suốt thời gian quen nhau, anh rất ít nhắn tin cho em, kiểu vô tâm. Nhưng được cái là anh để ảnh em làm ảnh bìa Zalo và nói không có ai ngoài em. Từ lúc quen đến giờ, bọn em gặp nhau một lần ở hồi qua Tết vừa rồi. Và vì quá thương anh nên em đã trao sự trong trắng cho anh. Bất ngờ là anh vừa bay về tới Việt Nam vào buổi chiều, thì tối hôm đó bọn em gặp nhau và quan hệ. Xong hôm sau anh bảo ở Mỹ có công việc, anh phải về gấp. Em rất bất ngờ và buồn, nhưng khi về Mỹ anh có nhắn tin quan tâm em hơn ngày xưa. Rồi sau đó nhà em rơi vào khó khăn và em nhờ anh giúp đỡ. Anh là người giàu có thì anh không nói gì và im lặng như trước. Thực sự thì em đã dành hết tình cảm cho anh, tấm chân tình này em thật lòng thật dạ. Dù anh im lặng, vô tâm, nhưng vừa rồi Mỹ gặp dịch bệnh, em vẫn luôn an ủi, nhắn cho anh những điều tích cực. Nhưng đối lại, anh chỉ vô tâm, anh cũng chưa từng đầu tư gì cho em cả. Em nghĩ mình đã làm người mất rồi, nhưng em cảm nhận thì anh là người tuyệt vời. Chỉ vì em không phải người anh muốn tìm và yêu, nên em đã nói chia tay và quyết định không nhắn tin cho anh nữa. Em cũng xinh đẹp, nhiều người thành đạt muốn yêu em mà em đã bỏ qua vì anh ấy. Giờ em buồn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Em mong chị giúp em cách hấp dẫn lại người đó để họ phải hối hận vì đã để mất em. Em cảm ơn chị, chúc chị luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên chồng. Em rất ngưỡng mộ anh chị ạ. À, em cảm ơn chị. Em thân mến, thực ra cái câu chuyện của em á, thì nó xuất phát từ cái nguyên nhân là từ hai người. Có thể là cái anh này ngay từ đầu cũng không có thực sự là chân thành hay là muốn gắn bó lâu dài với em. Và cộng thêm cái việc mà sau khi gia đình em khó khăn và bảo giúp đỡ ấy, thì anh ấy sẽ dừng lại luôn. Thì thực ra thì có một vài điều chị muốn chia sẻ với em như thế này. Thứ nhất là em là một cô gái cũng xinh đẹp và thông minh, đúng không? Thực ra cũng có thể đấy là một cái điều mà nó rất là hút anh ấy khi mà bọn em quen nhau ở trên Zalo. Và anh ấy cũng có thích em và quay trở về gặp em và có cái chuyện quan hệ đó với nhau. Em có nói rằng vì thương anh ấy rất nhiều nên em đã trao sự trong trắng cho anh ấy, đúng không? Nhưng mà chị muốn em sẽ nhìn nhận cái việc trao sự trong trắng này một cách công bằng và một cách đúng đắn nhất. Khi em làm chuyện đó với người đàn ông, hãy biết rằng em làm điều đó vì em, vì chúng ta, chứ không phải là chỉ vì anh ấy nhá. Đừng bao giờ làm cái chuyện đó chỉ vì người ta muốn mà mình không muốn. Em phải biết rằng một khi em đã xác nhận, em đã xác định là có cái chuyện đấy với người ta, thì đừng bao giờ nghĩ rằng là bắt người ta phải chịu trách nhiệm với mình, hay là có chuyện đấy với người ta là người ta phải thế nào, hay là mình cống hiến cho người ta thì người ta phải thế nào. Mình không. Em quan hệ với người ta là vì em thích như vậy, người ta thích như vậy, bọn em tự nguyện đồng ý với nhau nhá. Không có ai cho ai ở đây cả. Anh ấy cũng cho em cũng cho anh ấy làm em sung sướng, em cũng làm anh ấy sung sướng mà. Cho nên đến được cái tâm lý của một cô gái hiện đại là mình phải biết, đấy là một khi đã làm chuyện đó, tức là chúng ta muốn. Và sau đấy dù xảy ra chuyện gì, mình cũng không trách cái người đàn ông. Em mà mình không trách người ta được bởi vì mình tình nguyện làm chuyện đó mà. Còn nếu ngay từ đầu em sợ, em nghi ngờ, em không muốn thế này thế kia, em đừng làm chuyện đó nữa. Còn một khi đã làm, không hối hận, hay là không hối tiếc, hay không trách móc em nhá. Thì đấy là cái tâm lý em cần có. Nhưng mà chị có cảm giác là bây giờ em có cảm giác em trao thân cho người ta như em kiểu em mất cái gì đó ấy. Nên em thấy là nghĩa là người ta sẽ phải thế này thế kia. Không em ạ, nhá. Mình phải có tâm lý là đến với nhau là tự nguyện, cái chuyện đó cũng là tự nguyện. Mà kể cả sau này đến được với nhau hay không, mình chấp nhận được thì mình mới làm chuyện đó. Chứ không phải là làm chuyện đó rồi thì anh sẽ phải thế này thế kia với mình. Còn tiếp tục với cái người đàn ông này, chị có một chút cái nghi ngờ ấy. Nghi ngờ một chút là anh ta cũng rất là lạnh lùng với em trong cái khoảng thời gian mà ở trên Zalo, đúng không? Sau đó gặp em một cái, buổi tối hôm đấy có chuyện đấy với nhau luôn. Sáng hôm sau nói là bận đi luôn. Thì chị rất là nghi ngờ. Có thể em không nghi ngờ nhưng chị nhìn ra một cái điểm bất bình thường ở đấy. Thường là những người khi người ta ở Mỹ về ấy,
Chị không nói là không bao giờ có những cái trường hợp bất khả kháng hay gấp, nhưng mà thường thì người ta sẽ có kế hoạch về và sẽ có kế hoạch đi, thậm chí người ta đã đặt máy bay hết rồi, lúc nào về lúc nào đi, chứ không bao giờ có cái chuyện là vừa mới chuyện đó với em xong hôm sau gấp quá phải đi luôn. Xong rồi người ta bảo người ta đi luôn, người ta đi đâu em không biết, có thể là người ta về nhà người ta một cái địa điểm nào đó ở Việt Nam, chứ không hẳn là người ta về với Mỹ đâu. Vì chị nghi ngờ cái sự chân thành của người đàn ông này. Thứ nhất là bởi vì quan hệ với em xong là đi luôn này. Cái thứ hai nữa là cũng lạnh nhạt với em này. Sau đó là sau khi đi thì cũng nhiệt tình với em. Thế nhưng mà cái đó nó cũng chưa nói lên được điều gì cả. Thì thực sự là chị không biết là em hiểu về cái người đàn ông này ở cái mức độ nào rồi. Ví dụ em quen nhau ở trên Zalo, người nhà anh ấy ở Việt Nam em có biết không? Quê anh ấy ở đâu em có biết không? Đấy, những cái đấy là mình phải tìm hiểu rất là kỹ một khi mình đã yêu. Em ạ, mình phải biết tất cả cái đấy chứ không phải là chỉ biết mỗi người ta thôi và chỉ biết người ta ở Mỹ thôi nhá. Thì mình phải biết cái đó. Chứ còn chị nghĩ rằng cái tình huống mà từ Mỹ về xong rồi quan hệ với em xong không mày bắt đầu là có chuyện gấp để mà đi, cái tình huống có trường hợp gấp gáp như thế nó rất là hiếm, nó rất là hiếm có, mà mình chị nghĩ rằng không phải như vậy. Và có thể là anh ta chỉ lợi dụng cái chuyện đấy của em thôi, rồi là nói chuyện hoặc thỉnh thoảng nói chuyện trên mạng cho vui thôi, lúc nào thích thì nhiệt tình, mà lúc nào có mối khác thì ta lại lạnh nhạt, nhưng rất có thể là như thế. Cái thứ nữa là em có nói rằng anh này yêu em chẳng bao giờ đầu tư cho em cái gì cả. Nói chung là con gái trong tình yêu thì mình cũng có cái sự độc lập nhất định trong tình yêu, mình cũng không đòi hỏi là người ta phải chu cấp cho mình cái gì, nhưng mà ít nhất là trong tình yêu mà một người đàn ông yêu thực sự ấy, người ta sẽ bằng cách này hay cách khác, dù ít dù nhiều, cho em có cảm giác rằng anh ấy thực sự muốn vì cái tình yêu này mà cống hiến. Chị không bắt là phải là tiền hay cái gì, nhưng nó bằng cách này hay cách khác cho mình có cảm giác là người ta có đầu tư vào cái tình cảm này. Nhưng mà em không có cái cảm giác đấy thì nó lại càng củng cố hơn cái suy nghĩ mà chị có chỉ ra trước đó với em ấy, là có thể là anh ấy không thật lòng với mình đâu. Và tiếp theo là khi em có nói rằng nhờ anh ấy giúp tiền ấy, thì có hai cái phạm trù ở đây mà chị muốn em hiểu. Thứ nhất là cũng có thể là vì anh ấy không thật lòng với em, cho nên anh ấy thực ra anh thấy chẳng có lý do gì để mà mình phải giải thích hay là mình phải nói như thế này thế kia, hay là mình giúp hay mình không giúp mình cũng không nói, đúng không? Thì đấy là một cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai ý, đấy chính là thực ra ý, một người đàn ông á, có thể là người ta có tiền, mà ngay cả khi người ta yêu em thật lòng nhá, mà khi em mở miệng ra mà nói là nhờ anh ấy giúp đỡ tiền bạc ấy, thì một người đàn ông người ta sẽ nghĩ, người ta đánh giá mình á, người ta nghĩ là mình lợi dụng. Mặc dù em có thể nói gia đình khó khăn về thế này thế kia, nhưng mà người ta sẽ nghĩ rằng à, cô gái này là một cô gái đào mỏ, người ta sẽ nghĩ như vậy. Và chị nghĩ rằng trong tình yêu, một khi em yêu ai, kể cả là đại gia đi chăng nữa, thì đừng bao giờ nghĩ rằng là nên nhờ người ta giúp đỡ về tiền bạc. Trong tình yêu thì đừng nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc, vì như vậy nó sẽ làm cho tiền bạc chi phối cái tình cảm của em. Người đàn ông sẽ chỉ đồng ý khi nào thôi, đồng ý giúp em về tiền bạc khi nào, khi người ta có thể, khi mối quan hệ giữa bọn em là trao đổi tình và tiền. Đó là à, cái mình cho cô ấy tiền, cô ấy cho mình tình, sự trao đổi song phẳng, thì một người đàn ông sẽ làm như thế. Còn một người đàn ông thực sự yêu em và gắn bó với em lâu dài, người ta sẽ không làm như vậy đâu. Người ta sẽ đánh giá bởi vì yêu nhau lâu dài, người ta mới nhìn vào cái tố chất của cô gái đấy. Mình không bao giờ muốn yêu một cô gái hay gắn bó với một cô gái mà cô ta không có thể làm chủ về tài chính, xong chỉ trông chờ vào người đàn ông sẽ hỗ trợ hay chu cấp mình về tiền. Đó, đấy là một tâm lý của một người đàn ông bình thường. Còn cái người đàn ông này thì chị có thể đánh giá rằng anh ta không yêu em thật lòng, không có sự thật lòng với em, cộng thêm cái việc mà em lại bảo là giúp đỡ tiền nữa, thì thôi anh ta dừng hẳn với em. Nhưng người ta dừng hẳn như vậy cũng chẳng cần giải thích cái gì, mà cũng chẳng có gì để giải thích cả. Mình thì tiếp cận cô ấy chỉ vì là xem cô ấy thế nào thôi, hoặc là lợi dụng cô ấy thôi, nhưng mà bây giờ là cô ấy lại như thế này nữa thôi, mình cũng chẳng nói gì nữa thôi, cứ thế im lặng. Và đó chính là lý do mà khi em đòi chia tay cũng chẳng thấy phản ứng gì cả. Nên chị nghĩ rằng bây giờ em cũng không cần thiết phải làm cái gì để người ta hối hận vì em, bởi vì thực sự chị cảm nhận rằng người đàn ông này không chân thành. Mà nếu sau này em có tìm được một người mà tốt hơn thì em cũng có thể yêu, em cũng có thể mở lòng ra, chứ không nhất định phải là vì anh ấy mà từ chối những người khác, bởi vì cái biểu hiện nó cũng rất khá là rõ rồi. Cộng thêm một lời khuyên nữa mà chị dành cho em là tiền bạc thì mình nên thận trọng nhá, đừng để nó ảnh hưởng đến quá lớn đến một mối quan hệ, nếu như em muốn cái mối tình đó lâu dài bền vững và người ta muốn gắn bó với em lâu dài.
có thể đôi khi em khó khăn, thực sự là khó khăn trong tài chính chẳng hạn, hoặc gia đình khó khăn lắm thực sự ấy, thì mình có thể chia sẻ cái khó khăn đấy với người ta. Người ta thấy mình khó khăn thì người ta chủ động giúp mình, thì hãy có thể mở lòng ra để nhận cái sự giúp đỡ đó. Chứ một khi mà mình mở miệng ra để mình bảo là giúp em từng này tiền ấy, thì thực sự nó hạ thấp cái giá trị của mình quá, và người đàn ông người ta sẽ đánh giá mình. Đó, chị nói thật đấy. Cho nên là em hãy cẩn thận, kể cả em xinh đẹp đến mấy mà sau này em có thể có quen được với những người đàn ông thành đạt, thì em đừng nghĩ rằng những người đàn ông thành đạt người ta ngu. Người ta không ngu đâu. Càng là những người thành đạt, người ta đọc được vị của tất cả các cô gái rồi. Cô nào chân thành, cô nào có lòng tự trọng, cô nào độc lập, cô nào đáng để gắn bó lâu dài, cô nào đáng để lấy làm vợ, người ta biết hết. Đó, cho nên mình cũng phải xem xét lại cái cách mà mình tiếp xúc với một người đàn ông đi. Em xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình yêu một người đàn ông thành đạt xong rồi người ta phải chu cấp cho mình. Đừng nghĩ như thế. Mình là một cá thể độc lập, mình phải có cái khả năng để lo cho mình. Còn người đàn ông người ta thực sự yêu mình, người ta sẽ bằng cách này hay cách khác, người ta cũng sẽ có cái sự che chở, bảo vệ cho mình. Còn nếu người ta thấy mình thực sự khó khăn, người ta sẽ chủ động giúp mình. Thì đấy là khi mình có thể nhìn thấy cái sự chân thành đấy. Còn đừng bao giờ mở miệng mà bảo người đàn ông giúp mình bao nhiêu tiền nhá. Chị nói thật là thà rằng em cứ đi vay người ngoài, em khó khăn quá em đi vay người ngoài, chứ còn mở miệng ra vay người mình yêu thì mất hình tượng lắm. Thực sự đấy, dù em là con gái thật nhưng mà chị cũng không khuyến khích làm điều đó. Đấy, thì đấy là những lời khuyên mà chị dành cho em. Nó không có việc gì, mình cũng không dư thời gian, dư công sức để mà khiến một người đàn ông không yêu mình hối hận vì đã từ bỏ mình làm gì cả em ạ. Ví dụ như anh ấy rất tốt, anh rất chân thành, rất trung thủy, mà mình làm sai cái gì, mình mong rằng anh ấy sẽ cho mình cơ hội để quay lại, thì mình muốn phấn đấu để mình cuốn hút và anh ấy sẽ quay trở lại với mình cơ. Còn bây giờ người ta cũng có, chị cũng cảm thấy anh không chân thành với em, cũng chẳng muốn giúp đỡ gì em cả, thì em làm những cái đấy tốn thời gian, tốn công sức, chẳng để làm gì cả, lãng phí thời gian cuộc đời của mình. Nhưng mà cái thời gian đấy mình dành thời gian để phát triển bản thân, để tiếp xúc với những người mới và cho mình những cơ hội mới thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Em có theo dõi chị trên YouTube và em thấy chị nói rất hay ạ, nên em tìm tới Facebook chị để mong chị tư vấn giúp em. Em mong chị tư vấn giúp em câu chuyện em và người yêu ạ. Em sinh năm 95 và người yêu em sinh năm 92, quen nhau được 10 tháng rồi ạ. Lúc quen được 1 tháng thì em và anh đã có quan hệ, và đến bây giờ anh là người kinh doanh tại nhà ở quận 7, có thuê 2 người phụ việc và ba mẹ chị của anh cũng phụ luôn. Thu nhập cũng ổn, tiền kinh doanh sau 1 năm là được gần 600 triệu ạ. Còn em đi làm công ty, thu nhập cũng 20 triệu, em không lệ thuộc vào anh. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh liên tục nhắc về công việc với em. Anh muốn công việc kinh doanh của anh sau này thì vợ anh sẽ là người điều hành, nên anh cứ áp đặt em tư tưởng là phải phụ giúp anh. Em cũng có cùng anh đi tham khảo giá cả, lấy hàng và giao hàng cho khách, cũng như post bài Facebook. Anh có nhiều lời nói chê bai quần áo, thân hình của em rất thiếu tôn trọng, mặc dù em mặc đồ cũng không đến nỗi tệ và dáng người cũng khá là mi nhon. Anh không ra mắt em cho gia đình, có chị gái và ba mẹ ở Sài Gòn, mặc dù em trọ ở cách nhà anh 5 phút và cả bạn bè. Nhiều cái anh không tôn trọng em nên em rất bực và em với anh cãi nhau. Em nói rất nhiều nhưng ý của em là anh không yêu em và sao chưa muốn ra mắt em, mặc dù hai người đã quan hệ và trong tình cảm em với anh cũng không có cãi nhau gì, cũng tương đối là hợp nhau. Anh nói với em là anh chỉ ra mắt khi xác định cưới và người anh cưới phải trải qua khó khăn cùng anh thì đó mới là bền vững. Nhưng em không chịu ạ, vì em không nhận được cái gì từ anh, chủ yếu là không có sự an toàn từ gia đình và không có sự ràng buộc nào cả. Với lại em làm giúp anh mà em chưa ra mắt gia đình, ba mẹ anh ngầm biết em thì em cảm thấy em không được tôn trọng. Trong tình cảm này em thấy anh không trân trọng và yêu thương em nữa nên em thực sự mệt mỏi lắm. Anh nói chuyện gì cũng là giúp anh. Em nói thật, giúp đó là chuyện bình thường nhưng em thấy nó không đúng thời điểm. Nếu em nói em không giúp anh công việc thì anh sẵn sàng chia tay em ạ. Lần trước có nói rồi nhưng hai người làm hòa và không nói gì về vấn đề này.
Cái hôm ba mẹ anh về quê, có mỗi chị gái anh ở nhà. 6:30 tối, em đang ở công ty thì anh gọi rủ em đi ăn với chị hai để ra mắt. Bảo em là từ công ty tới thẳng quán ăn, chưa tắm rửa, thay đồ và mặt nhợt nhạt mà anh lại suy nghĩ như vậy. Và em từ chối, em nói em không đi được vì em làm về mệt. 9:00 tối anh gọi em, anh nói sao em kỳ vậy, không biết phụ giúp anh vậy. Anh tính là dắt em ra mắt chị hai anh để mai mốt ba má anh về quê thì qua nhà anh phụ anh làm với. Em nói với anh là chưa qua chính thức nào thì em sao em có thể qua phụ anh được. Em nói anh sao ích kỷ thế, chỉ nghĩ cho riêng anh thôi mà không nghĩ cho em. Em không muốn ba má anh đi mà em qua như kiểu lén lút thì rồi bị đánh giá. Xong anh bực mình nói em là thôi thôi em ơi, em không cho đi cái gì mà đòi nhận được nhiều thứ à. Ý anh là em không trải qua cực khổ với anh mà đòi mai mốt cưới về được hưởng thụ đó ạ. Em hạn hán lời vì lần trước cãi nhau, anh có nói với em như vậy rồi. Anh nói em thực dụng vì em cứ chăm chăm vào sự cam kết từ gia đình chứ không phụ giúp anh. Câu chuyện của em có một vấn đề này thôi ạ. Em là cô gái không đòi hỏi và khá là hiền. Anh thì cộc tính, lòng nóng tính lắm ạ. Nói chuyện thì đanh thép và hay làm em tổn thương. Chị Toàn ơi, chị xem tư vấn giùm em. Thực sự em không biết ứng xử như thế nào bây giờ nữa. Em cũng không muốn yêu thêm nữa chị ơi, vì em cũng vài mối tình rồi. Em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em cảm ơn chị. Em thân mến, chị hiểu cái tâm lý của em. Tức là em cũng yêu anh này và em cũng không muốn sẽ phải kết thúc để rồi yêu ai đó. Ý em là hy vọng là chị sẽ giúp em cứu vãn cái mối quan hệ này, làm sao để nó hòa hợp, đúng không? Thực ra thì cái hướng mà chị hướng cho tất cả mọi người cũng đều là tất cả những cái tình huống mà có thể cứu vãn được thì chị luôn luôn hướng tới cái tình huống là mình sẽ giải quyết nó như thế nào, chứ cũng không tùy tiện mà bảo là kết thúc đâu, nếu như không phải là cái tình huống mà thực sự phải kết thúc. Ở đây như em nói ấy, người đàn ông này luôn luôn tìm cách thống trị trong một mối quan hệ với em. Đấy, anh ấy nói chuyện rất đanh thép, nóng tính, cộc cằn, còn em là một người rất là hiền. Thực ra ấy, mỗi người một tính nết, nhưng để có thể hòa hợp trong mối quan hệ tình yêu và hòa hợp trong mối quan hệ hôn nhân thì nó cần lắm cái sự phụng sự cho nhau. Còn ở đây chị chỉ thấy là cái sự đòi hỏi từ phía người đàn ông quá là nhiều đối với em. Em cũng có cái sự phản kháng nhất định nhưng nó lại không đủ mạnh mẽ, không đủ đanh thép và không đủ lý lẽ để có thể thuyết phục được người đàn ông này, để người đàn ông này hiểu được cho em. Còn chị nói thật, mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức vì cái tình cảm này. Nhưng nếu anh ấy kiên quyết như vậy và không bao giờ thay đổi cái suy nghĩ của mình thì chị không nghĩ rằng một người đàn ông như thế có thể cho em được hạnh phúc đâu. Thứ nhất, cái quan điểm trong cái lối sống của anh này nó có cái sự sai lầm, nó có sự sai lệch mà nó, so với quan điểm của em nó không đúng. Ví dụ anh ta cứ nghĩ rằng phải đến phụ giúp cùng anh, làm việc cho anh thì mới là đồng cam cộng khổ với anh. Không, nếu như suy nghĩ của anh chưa đúng thì em phải giải thích cho anh ấy hiểu chứ. Chị nghĩ rằng em nên nói chuyện với anh ấy một cách rõ ràng để nói ra quan điểm của em như thế này. Em hãy nói với anh ấy một cái tin nhắn đại loại như thế này. Anh ạ, em là một người con gái, khi yêu thì rất là thật lòng. Và đương nhiên, người đàn ông của em cũng sẽ sẵn sàng để cùng anh ấy chịu khó, chịu khổ và cùng anh ấy vượt qua tất cả những khó khăn. Nhưng em thấy rằng cái quan niệm của anh về sự đồng cam cộng khổ nó khác với em. Không phải là cứ phải về làm việc cho anh thì mới là đồng cam cộng khổ với anh. Đối với em ấy, chúng ta yêu nhau là để làm cho nhau hạnh phúc, chứ chúng ta không phải là yêu nhau để thống trị đối phương. Em nghĩ rằng điều gì anh làm mà khiến cho anh hạnh phúc thì em luôn luôn ủng hộ anh làm điều đó. Còn việc của em muốn có một cái nền kinh tế độc lập. Việc có cái kinh tế độc lập nó khiến em hạnh phúc thì em cũng hy vọng rằng người đàn ông của em sẽ ủng hộ em ở cái điều đấy. Đương nhiên em không nói là em sẽ không phụ giúp anh. Cái việc đó em có thể cân nhắc nhưng nó không phải là bây giờ, khi mà em chưa là gì của anh trong cái mối tình này cả. Rồi anh ta nói rằng em chưa chịu làm gì mà chị đã muốn hưởng. Chị chưa biết là em ở đây em hưởng được cái gì mà anh ta lại nói như thế. Cái sự xúc phạm đấy quá lớn. Nhưng mà lúc đó em lại cũng không giải thích cho anh ta, em không nói ra quan điểm của anh ta. Em nói hẳn với anh ấy là em không biết là ở đây em hưởng được cái gì ở anh. Muốn sự cam kết từ gia đình á, anh nghĩ rằng cái sự được anh cam kết là một cái gì đó hưởng thụ rất lớn á,
Không, đối với em nó là cái nền tảng cơ bản nhất của hai người yêu nhau. Mà nếu không thể nghiêm túc với nhau và không thể hướng tới một cái lâu dài thì em cũng không nghĩ rằng em nên tiếp tục cái mối quan hệ này cả. Đấy, em phải nói rõ cái quan điểm của mình như thế, chứ không phải là anh ta cứ nghĩ rằng chỉ cần anh ta dẫn em về ra mắt gia đình thì chứng tỏ rằng đấy là một cái điều em được hưởng thụ. Chẳng có gì hưởng thụ cả, đấy là cái điều cơ bản nhất mà ai cũng cần phải có khi người ta yêu. Vậy thôi, chị thấy cái người đàn ông này khá bảo thủ và gia trưởng. Đương nhiên, nó một phần cũng là do có thể do em quá hiền để người ta khống chế cái mối quan hệ này. Nhưng mà chị khuyên em là em phải biết nói ra lý lẽ của mình, cũng giống như là cách mà chị vừa nói xong ấy, thì để người ta hiểu. Người ta hiểu, người ta muốn tiếp tục thì đôi bên sẽ phải hiểu cho nhau thôi. Còn nếu anh cứ kiên quyết với cái suy nghĩ đấy thì sẽ không. Em chỉ có thể về giúp đỡ anh khi em thực sự muốn, chứ không phải là vì anh ép. Vì anh ép em phải về thì em phải về, không có cái chuyện đó. Em phải quan điểm rõ ràng là như thế. Và ví dụ quan điểm của em là đồng cam cộng khổ là như thế nào? Đồng cam cộng khổ là ví dụ bây giờ anh đang làm việc rất là thịnh vượng, sau này nó có hơi khó khăn, nó có vấn đề khó khăn, em không bỏ anh, như thế gọi là đồng cam cộng khổ. Chứ không phải là em phải đến đấy, em phải phụ việc giúp anh, không. Ví dụ rất nhiều là cô gái người ta có cái sự nghiệp riêng của người ta không muốn cùng cái người đàn ông làm. Hơn nữa chị thấy người đàn ông này có xu hướng gia trưởng, có xu hướng là mình thống trị cái mối quan hệ đấy. Một người đàn ông mà có xu hướng thống trị mối quan hệ đấy, em không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc được. Cho nên em phải cân nhắc thật kỹ cái người đàn ông này nhá. Thứ nhất, chị thấy rằng em không thích đến đấy làm việc thì em không có nghĩa vụ phải đến đấy làm việc. Người đàn ông yêu em, người ta phải tôn trọng quyết định của em. Còn nếu anh ta nhất định phải là người phụ nữ của anh ta sẽ quán xuyến cái việc kinh doanh của anh ta, nếu mà cảm thấy rằng không phù hợp thì hãy đi tìm một cô gái như thế. Chị cảm thấy rằng bây giờ em đang rất cần cái người đàn ông này, trong khi cái người đàn ông này thì kiểu sẵn sàng bỏ em nếu em không đáp ứng được những nhu cầu của anh ta, những yêu cầu của anh ta ấy. Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta nghĩ mình cao giá đến mức độ nào? Đúng không em? Chị khoan hãy nói việc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền một tháng nhá. Cái điều quan trọng là yêu nhau là phải bình đẳng, yêu nhau phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Ở đây anh ta thiếu cái sự tôn trọng em rất là nhiều, như em nói đấy, ngoại hình thế này thế kia ấy, mà em không biết nói lên suy nghĩ của mình. Có thể là em chưa nói với chị hoặc là gì đấy, nhưng chị chưa thấy cái sự phản ứng của em trước những cái điều mà nó không đúng từ phía người đàn ông này, để phải chỉnh đốn lại chứ, đúng không? Chỉnh đốn lại để có tư duy giống nhau, thì ở bên nhau mà tư duy khác nhau quá, không thể đồng cảm với nhau thì chúng ta phải kết thúc thôi em ạ. Đừng có cái tâm lý là lười yêu, xong rồi sợ là không muốn yêu ai thêm nữa. Chị xin em đấy, cái quyết định lấy một ai đó là quyết định cả đời. Người đàn ông này ấy, chị thấy chưa có đủ tin tưởng để có thể gửi gắm cả đời được. Chứ bây giờ em cũng không cần. Em thể hiện cho anh ấy là em cũng không muốn ra mắt bố mẹ anh luôn. Bởi vì ra mắt bố mẹ anh rồi sau này mọi người cứ nghĩ em là vợ anh. Em cũng chẳng thích thế, bởi vì không chắc em đã lấy anh đâu. Bởi vì với tất cả những cái điều anh làm, em không được tôn trọng, em bị gò bó, anh áp đặt cuộc sống của em, anh coi thường em, anh đánh giá em là con người mà chỉ biết hưởng thụ, không có biết đồng cam cộng khổ, trong khi cái quan niệm của anh nó hoàn toàn sai lầm như thế mà em không biết chỉnh sửa lại, đúng không? Đấy, cho nên là với người đàn ông này bây giờ, em phải có những cái buổi nói chuyện nó thật là rõ ràng với từng quan điểm, từng lối sống của anh ấy mà em thấy rằng nó sẽ khiến cho em cảm thấy khó chịu. Em phải nói. Trong một cuộc tình mà em không nói được hết những suy nghĩ của mình thì nó không thể bền vững được. Em cứ ém nó ở trong người thì rồi lúc nào đấy nó cũng sẽ phải bộc phát ra. Và rồi nó sẽ là một mối quan hệ rất là độc em ạ. Cho nên chị nghĩ rằng không cần cãi nhau nhá. Mình có những cái buổi nói chuyện rất văn minh, hoặc là không buổi nói chuyện thì mình nhắn tin. Nhắn tin rất văn minh về những quan điểm của mình. Ví dụ về ngoại hình anh nói mình như thế, mình phải nói lại anh ấy chứ, đúng không? Em có bao giờ can thiệp vào cái ngoại hình của anh không? Anh nghĩ anh rất đẹp à, đúng không? Anh ấy, anh chỉ đẹp bởi vì anh là người yêu của em, nên em luôn luôn thấy anh có những cái điểm tốt thôi. Nhưng mà anh ở đây, anh coi thường cái ngoại hình của em có quyền sống theo ngoại hình của mình. Em có cái phong cách riêng của mình, có thể là anh thấy không đẹp nhưng em thích thế. Em có quyền sống với cái phong cách của mình. Anh có muốn góp ý thì phải góp ý tinh tế chứ. Anh không có quyền gì để thay đổi cái đó cả. Em phải nói như vậy. Em phải thể hiện rằng mình là cô gái cũng phải có quan điểm chứ, không phải là em yêu anh là em cần anh lắm, là anh phải thèm anh cưới em lắm. Không cần ạ. Em đừng bao giờ hạ thấp mình như thế nhá. Cho nên là hãy thường xuyên có những buổi trao đổi để xem là cái đanh thép hơn, rõ ràng hơn, kiên quyết hơn. Còn nếu anh ta không thay đổi thì thôi, mình cũng nên kết thúc em ạ. Nếu không thì
chị không muốn rằng vài năm sau khi em kết hôn với anh ta rồi, sau đó em lại nhắn tin cho chị và nói ra em đang bế tắc trong mối quan hệ này quá, em muốn thoát ra khỏi nó mà chưa biết phải làm như thế nào. Đừng bao giờ để ngày đó xảy ra. Bởi vì với cái cách sống của anh này quá áp đặt vào người khác như thế, thì chị không nghĩ rằng anh ta có thể là một người đàn ông tốt để em có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu. Bây giờ vấn đề của em đã lớn như thế này mà lấy nhau về nó còn lớn nữa. Cái quan điểm của anh này có rất nhiều cái điều sai lệch mà nó chưa thực sự đúng, là em phải chỉnh đốn lại nhá. Phải có những cái buổi nói chuyện thực là rõ ràng. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.